Quý vị thân mến, đối với Hà Chương thì mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất. Dù cho Hà Chương chưa một lần nhìn thấy cái khuôn mặt của mẹ mình, và Chương cũng chưa một lần được nhìn thấy cái hình dáng của người đã sinh ra mình, tuy nhiên trong trái tim của Hà Chương vẫn luôn chan chứa cái tình yêu thương của mẹ. Và Hà Chương xem đó như một nguồn sức mạnh rất là lớn lao để giúp Hà Chương mạnh mẽ hơn trong cuộc đời đầy sóng gió. Và mỗi lần Hà Chương vấp ngã thì Chương đã nghĩ đến tình yêu thương của mẹ như một nguồn động lực mạnh mẽ để giúp Hà Chương bản lĩnh hơn, đứng lên hiên ngang bước về phía trước. Và Chương mong rằng nếu ai đó đang còn may mắn được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ thì hãy trân trọng nâng niu khoảnh khắc tuyệt vời đó, và hãy biến nó trở thành nguồn động lực sống của đời mình. Và đối với Hà Chương thì mẹ không những là tình yêu mà mẹ còn là lẽ sống, và mẹ là tất cả trong trái tim của Hà Chương. Mẹ ơi, mẹ ơi, con yêu mẹ và con nhớ mẹ rất nhiều. Quên những giày vò thấm can, từng nụ hoa tinh khôi vi vu cười gió, ươm nắng hồng đào như những mặt người tình khôi. Mẹ và con đi chơi, đi ra bờ suối, con suối chạy dài khua cả vòng trời lung lay. Rồi vài mươi năm sau, đi qua trần thế, con cõng mẹ về, con cõng mẹ về thiên thai. Dìu mẹ đi chơi, cõng mẹ đi chơi, dìu mẹ đi chơi. Hôm nay cõng mẹ đi chơi,
một mai mẹ bỏ con rồi, mẹ để con mồ côi. Hôm nay con mẹ đi chơi, một mai ngồi khóc bên trời. Hôm nay con mẹ đi chơi, một mai mẹ phải lên trời. Mẹ đành rời xa, rời xa con rồi. Một mai mẹ phải lên trời, mẹ đành rời xa con rồi. Cuối đời là trò chơi, trò chơi.